Hello các bạn, mình trở lại nữa. Có mấy bạn mới vừa gửi email hỏi nhờ quay cái nhà lớn. Tại lần trước mình có quay căn nhà nhỏ nhỏ cho một bạn khác ở New York á. Thì có mấy bạn đã xem video rồi, anh xem thấy cái nhà phía sau lưng mình là căn nhà lớn. Thì hôm nay cũng không được khỏe mấy, long thể hơi bất an, tinh thần thì cũng hơi long nhan thì hơi bại hoại tí phải không? Mà cũng lết đít ở đây để quay video cho các bạn xem. Quay căn nhà phía sau này, hổm có mấy bạn nhờ quay căn nhà mình show cái nhà là phía sau này, cái nhà lớn rồi. Các bạn mấy bạn nói là anh quay cái nhà nhỏ nhỏ kia xong anh quay luôn cái nhà lớn cho em xem. Thì hôm nay mình đã chạy ra đây quay luôn cái video này cho các bạn xem. Thì cái căn nhà phía sau này mình sẽ quay một phần phía trong thì cho các bạn xem phía trong kia nó làm sao. Thì nếu các bạn muốn hỏi thêm chi tiết về giá cả và cách thức build sao, liên lạc làm sao, thì khi mình liên lạc với builder nó có cho mình những promotion gì để build cái nhà mới, thì cái đó là sẽ chi về chi tiết. Còn cái này mình chỉ quay cái video về cái layout của cái nhà thôi, cho các bạn xem phía trong nó có cái những vật gì. Ok, để bắt đầu show cái nhà thì mình sẽ quay toàn cảnh cái nhà phía ngoài để cho các bạn xem. Cái nhà này cái tên của nó là spa thiền, 4 phòng ngủ, 5 phòng rưỡi tắm. Cái nhà này rất là lớn. Nó có cái phòng chơi, một cái phòng thư viện. Cái chu vi nhà là 4479 square feet ở. Còn tất cả tính luôn hết cái toàn viện của cái nhà luôn á là 6000 gần 6000 square feet. Mà tính luôn đất đai phía ngoài luôn á thì có thể đến gần mười mấy ngàn square feet tất cả nha. Nhà này lớn đó. Nếu mình có tiền thì cũng nên đầu tư một phần nào đó. Nhưng mình nghĩ cho một câu đó, ông bà mình nói hồi xưa đó, người Việt Nam ham to. Thật ra ham to, nhà lớn thì ở thì sướng thiệt, mà về dọn dẹp rồi tất cả việc mình làm ở trong nhà thì năm này qua tháng nọ thì hơi mệt tí. Mà nếu mình có tiền thì cũng nên hưởng thụ. Những cái này mình vô trong này nó có một cái cổng này rất là lớn, nó hai cửa. Đây là mấy người khách người ta đi vô, người ta xem nhà, người ta định mua hay sao. Đây nó có hai cái chỗ này người ta design, người ta để hai cái ghế ngồi chơi trên kia. Ok các bạn, bắt đầu vô nha. Khi mình vô nhà thì nó có một cái sảnh rất là lớn, rộng giống như là mình đi vô một cái sân bay vậy á. Các bạn tưởng tượng như là gần 20-30 feet cao. Thì rất là rộng. Nhà lớn. Nếu ai muốn về chung số thì cũng nên mua vài cái để dành đủ bạn bè là ăn nhậu cũng chơi vui. Phía bên tay trái thì họ có một cái bathroom nhỏ nhỏ này cho khách đi ra vô. Bên cái cánh trái này á thì họ có một cái phòng giặt đồ. Phòng giặt đồ nó có mấy cái sink này để chúng ta rửa tay nè. Chỗ này là họ để dành để cho xếp quần áo. Thì họ có design trong này thì mấy cái tủ này để đựng mấy cái đồ lặt vặt đúng không? Cái cửa này họ nói thế này là cái garage, thì ra ngoài chỗ đậu xe nãy nó khóa lại không cho vô ra. Đấy. Thì phía bên tay trái này cái nhà này đặc biệt một cái là họ có design một cái bo nếu mình có tiệc tùng thì nó làm cái bo này để họ chiêu đãi làm rượu được uống không. Bên tay trái nữa thì nó có một cái phòng gian phòng office. Nhà này thì họ làm cái office đúng rồi, phần đông người dân Florida họ làm việc ở nhà không, cũng có nên có cái office như thế này để mình ngồi thoải mái. Những cái hôm qua mình có nói với các bạn là mình build nhà. Thường thì mình build nhà mới á, cái tụi builder nó sẽ có một cái promotion gọi là builder incentive. Nghĩa là trong builder này họ cho mình 10.000. Nhất định những cái giá nào mình trả thì họ sẽ trả lại cho mình 10.000.
mình có thể dùng 10.000 để trả vô cái tiền mượn của mình, hay là mình muốn trả cho cái tiền down payment, hay là muốn trả cho cái tiền closing cost, thì cái nào là tiền về tùy lựa chọn của mình phải không? Thì họ cho 10.000. Với cái nữa, khi mình bước vô mình sign contract á, thì họ sẽ hỏi mình có người broker representative cho mình không. Thì cái câu hỏi đó rất là phần đông, thì mấy người build nhà lần đầu tiên thì không có hiểu cái đó là cái gì. Thật ra mình tưởng broker là mình phải trả tiền cho người broker của mình, thì ở đây thì không phải. Builder nó sẽ trả cho cái người broker đó 3% trên cái giá tiền của cái nhà. Phải không? 3%. Rồi khi cái broker đó nó lấy cái 3% đó, ngày closing cost nó lấy cái check của cái 3% đó, nó sẽ ký trả lại cho mình là 50% của cái 3% đó, nghĩa là mình lấy 1.5, thằng broker của mình lấy 1.5. Nếu cái tiền cuối cùng mà 10.000 á thì mình lấy lại được 5.000. Ok. Nếu mình không có, mình nói mình không có broker represent á thì mình mất hết cái tiền đó. Mình mất luôn cái 5.000 đó. Đó. Thì mình nhớ, nếu bạn nào build nhà mới thì nhớ cái đó nha. Nếu mà không có hiểu nữa mà muốn muốn biết thêm chi tiết nữa thì cứ liên lạc với mình đi, rồi mình giải thích cho nghe từ 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 ly cho mình biết. À, cái nhà này cái bếp rất là lớn, nó có cái island rất là rộng này ha. Đó. Bên này nó có nó làm cái kitchen này, nó kêu gourmet kitchen phải không? Đây là toàn cảnh của cái nhà bếp. Thì cái nhà này nó trang trí cái dạng giống như kiểu white kitchen đây, rất là sáng sủa. Đó. Bên kia là một cái bàn nhỏ nhỏ để ăn sáng nha, cái bàn này ăn sáng. Còn cái nhà, cái bàn mà để cho khách khứa đãi tiệc đồ á thì nó nằm phía bên kia, bên tây đây, phía bên này. Không? Thì cái phòng ăn này nó đi, nó có một cái cửa ăn, ăn qua cái nhà bếp phía bên kia. Đó. Còn nằm riêng biệt bên này là cái family room này, rất là rộng này. Cái family room này nó có một cái trần nhà rất là cao, cái cửa rất là rộng. Với cái là nó làm cái phòng này với cái nhà bếp bên kia á thì nó kêu mình rất là wide open, nó rộng lắm, nhìn thấy nó rộng lắm. Bạn nhìn toàn cảnh nè, thấy chưa? Nhìn từ cái phòng chơi này với cái phòng đi lên cái cầu thang á, cái cầu thang xoắn này nó đi lên trên kia, với cái lên tới trên kia thì nó cũng có một cái bùng binh rất là rộng không? Với nó design cái nóc nhà này rất là cao, cái nhà này cao nhất cái từ 25 tới 30 feet, bởi vì nó rất là rộng cao đó. Rộng thì sướng lắm, có một cái là mà khi mỗi cái bóng đèn trên đó mà nó lỡ nó chết một cái là thì thay cái bóng đèn cũng hơi mệt, nó leo trên đó mà té xuống cái là ná thở. Nhà to cửa rộng thì cũng tốt không, mà có một cái là mua nhà này vô nội một cái tiền trang trí màn không là cũng hơi ná thở rồi đó. Nói phải nói chứ nếu mình mua màn không cho cái nhà này cộng lại tất cả nhất ở trên dưới không không dưới 5.000 đâu đó. Thì loại một này mình đi xéo qua bên này một tí á, cái góc tường bên này nó có một cái bathroom nữa. Đó, cái bathroom này có một cái là cái bathroom này nó có cái cửa đặc biệt để người ta ra ngoài trong cái hồ tắm á, khi mà có ai ta đi đi ta đi bơi rồi xong đi vô mà lỡ có thay đồ thì cái đường này nó vô nó không có làm ướt cho nhà mình phải không, nó không có đi vô cái cửa bên này mà đi vô cái cửa bên hông này. Cái bathroom nó có cái cửa riêng đi thấu ra ngoài luôn. Đó. Thì qua đây một tí, nó có cái phòng này là cái phòng chủ nhân, bạn thấy động không? Đó, đây là cái phòng chủ nhân nè. Cái trần nhà này nó làm khoảng trên 3 mét thôi nha, vì nó rất là cao, tính ra cũng gần hơn 10 feet đó. Trần nhà nó làm rất là cao, vì nó thoáng mát lắm.
những cái là cửa sổ họ làm một cửa sổ ở dưới này rồi nó làm luôn một cái cánh gà cửa sổ trên kia, bởi vì toàn ánh sáng ở ngoài này kìa, một natural light coming nó rất là sáng. Thì từ cái phòng này đi qua thẳng bên kia luôn á, thì hai bên cánh trái và phải á, nó có hai cái nó có hai cái closet. Và cái closet cái nhà này thân giống như nhà bây giờ cho Triệu Phú ở, bởi vì nó xây mấy cái, nó làm mấy cái tủ quần áo rất là đẹp cho nam với nữ. Cái nhà này chắc nữ nè, nó có nhiều cái ngăn khác nhau đúng không, là cho nữ rộng hơn. Mà nhìn sơ cái này giống cái tủ mình đi vô trong JCPenney hay mấy xì gì, nó rộng quá. Bên này á có một cái riêng nữa cho nam, cái tủ cho nam, cái closet cho nam. Cái nam thì nó hơi nhỏ hơn tí mà nó cũng có các design đẹp gỗ. Cái tủ này nó cao ráo. Cái này là option nha bạn, không phải là standard nha. Option có nghĩa là mình phải trả thêm mới có cái đó, còn bình thường nó để cái giống như hôm qua mình để mình cho các bạn xem. Thì đây kế bên đây thì nó có một cái đây là cái phòng tắm trong cái master bedroom, thì nó có cái stand shower, cái phòng tắm đứng dưới một cái toilet. Toilet nó đương nhiên là cái toilet nó cũng có cái cửa riêng các bạn, tại vì nhà này nhà mẫu mà người ta ra người ta vô người ta đóng cửa gầm gầm á, nên nó không có gắn cái cửa lên. Khi mà chỗ này nó build xong rồi thì nó sẽ gắn cái cửa lên nó bán luôn, chứ bây giờ thì nó để cái cửa, nó tháo cửa hết. Thì ở trong cái nhà bathroom này nó cũng có cái hai cái vanity rất là lớn. Bên này là có cho nam này, tại bên nam này chỉ có một cái này thôi, còn bên nữ thì nó có cái nguyên cái thành công này. Nếu các bạn nhìn sơ sơ thì thấy nguyên cái tờ cái tủ này nó đi nguyên cái chữ L đó. Thì chỗ này chỗ rửa mặt, bên kia giống như cái bàn ngồi bằng phấn á các bạn. Cái nữ thì đương nhiên có làm make up, nó có làm cái bằng phấn ở đây. Còn bên kia thì nó có một cái bathtub. Thì nhà nào cũng có cái bathtub ngay chỗ cái corner đó hết trơn á. Mà theo mình thấy cái bathtub thì giống như để đi trang trí cho đẹp thôi, chứ cái đời nào mình chú ý đó mình tắm. Đi làm nhiều buổi tối không có thời gian mà ngồi ngâm đó, cũng lâu lâu cũng làm lần rồi cũng đâu có làm hoài. Còn đâu mà chỉ nhảy vô cái tắm đứng này tắm 5-6 phút rồi chui ra, thấy chứ đâu có thời gian là mình nằm đó. Thì để đi tiếp nhà lên lầu. Thì trước khi lên lầu á, phía ngoài trước chỗ cái dốc cầu thang á, chỗ cánh gà bên đây á, nó có một cái phòng ngủ cho khách. Còn đây còn ngủ cho khách nè. Còn ngủ cho khách thì nó cũng có cái closet, cái walk-in closet. Thì ngoài cái walk-in closet này cũng có cái bathroom. Nó có cái bathroom luôn nha, cái bathroom nằm trong cái phòng ngủ của khách nha. Khách không cần phải đi ngoài đi bathroom nha. Nó nằm chung ở trong cái phòng luôn. Có rất là privacy. Bây giờ chúng ta sẽ đi lên trên lầu để xem trên lầu nó có cái gì trên đó. Hello. Is this the house your choice yet? A lot of cleaning job to do. Okay, ở phía trên cái lầu 2 á thì nó có cái nó build cái rail của cái cầu thang này nè, nhìn thấy rất là đẹp nha. Ở trên nhìn xuống nè, đó xuống cái chị. Trên này họ build cái này nó có ba cái phòng, đúng ra là ba phòng ngủ mà trong cái nhà này nó build có hai phòng ngủ. Nên nó có cái closet lớn này, phòng cho chắc cho mấy đứa bé. Cái phòng ngủ này nó có một cái
bathroom phía bên này. Ở đây có một cái bedroom nữa. Rồi staging trong cái nhà này nó làm cái decorate cái nhà đẹp quá. Cái bedroom này nó không có cái bathroom ở trong mà nó build cái bathroom phía ngoài. Kế bên. Tại vì bên này nó có một cái club, nó kêu bằng cái club room thì giống như bà con vô đây. Cái nhà này nó làm ở trên này giống như dạng cái phòng mình vô mình coi phim, mình coi mấy cái ngày mà chơi tụi Mỹ nó chơi bầu chơi túc cầu á, thì họ ngồi đi coi tivi, xem tivi, ngồi đi uống bia, tán dóc. Thì dân Á Đông của mình thì không có thích mấy cái vụ đó không, nên hôm nay mình có thể làm được phòng ngủ được, cái phòng ngủ cũng tương đối rộng cái này. Đó. Nhà này dạng giống như enjoy vậy nha, chắc không phải mình nghe tỷ nhà ở mà cái thoải mái thì nếu có tiền thì dớt cái nhà này cũng được. Nếu bạn nào muốn chơi nhà này thì vô tư, khi nào mà mệt mỏi không muốn dọn dẹp nhà nữa thì có thể gọi điện thoại cho mình, trả tiền cho mình làm cho. Lần cuối nè. Rồi cái ceiling không thấy cái hết hồn. Đó, cái quầy bo bên đó thì trái kia ở ngoài vô. Kitchen, nhà bếp. Đúng, cái nhà này nó làm cái dạng enjoy là đúng. Nhà bếp rộng, ăn uống nhiều. Ăn xong rồi ở đầu cái phải tìm đường chạy thôi, nên bên nhà này nó làm có 4 phòng ngủ thôi. Rồi tới 5 phòng rưỡi tắm. Không biết mình bỏ bao nhiêu thời gian chui nó tắm mà làm tới 5 phòng rưỡi tắm biết làm gì nè. Ở Mỹ thích gì đó các bạn ơi. Nhà em khi làm phòng tắm nhiều phòng ngủ. Đi ra ngoài này một tí nữa thì nó có cái hồ bơi. Hưởng thụ thì phải có cái nhà này phải có cái hồ bơi này. À. Thật ra trong cái miếu đây này nó có cái hồ bơi lớn, con nít thì nó không thích bơi giống như dạng một ở một mình ở nhà không? Thích lợi cho cái miếu đi để chơi thì nó có bạn bè đó nó vui hơn. Còn những người lớn thì muốn bơi thì ở nhà này nó cũng có. Này là dạng như người lớn lớn tuổi thì anh chơi ở nhà, muốn có privacy thì ở nhà mình bơi đây. Thì cái hồ bơi này nó không rẻ đâu à. Tính sơ sơ hồ bơi này nếu giá bèo nhất cũng khoảng 50.000 đô. Là tính giá dạng giá bèo á. Ở nhà này nó có cái hồ bơi này. Đất bên kia đấy là rộng nha, phía sau này cũng vậy.
mấy bạn gọi cho mình hỏi mà mình quên trả lời. Khi mình mua cái nhà này á, cái tỷ tự builder nó định giá là giả tỷ là 500.000 đấy nha. Thì cái giá nhà 500.000 đó nó đã include cái đất nền, nghĩa là cái lot á, Mỹ họ gọi là cái lot để build cái nhà lên á. Thì cái 500.000 đó nó đã tính vô cái lot đó rồi, nghĩa mình không phải trả tiền đất. À, nhiều bạn nói ôi cái nhà 500.000 có mua đất không anh? Thật nha, cái nhà đó, cái 500.000 cái nhà đó là nó tính cái tiền đất luôn rồi nha. Rồi có một cái nữa là khi build hồi xưa là mình mới vô 2015 á, thì họ bắt mình phải down, nghĩa là mình phải deposit 5% của cái giá trị nhà để nó bắt đầu nó cất cái nhà lên. Thì trong vòng một năm sau á, họ không có đòi 5% nữa, mà họ chỉ cần cần có 3% thôi, phần nửa, nghĩa là half, 50% của cái 3% cái 5% đó, nghĩa là họ cái đòi có 3% deposit vô để bắt đầu build cái nhà. Thì khi mình bỏ 3% vô rồi, trước khi mình bỏ 3%, mình bỏ 5.000 trước để bắt đầu làm giấy tờ cho cái nhà đó. Khi mà ký contract để bắt đầu build cái nhà rồi á, thì họ sẽ đòi 3% để triển khai xây cái nhà đó. Thì có một cái nữa là cái nhà thường thường cái trong cái sub division của cái khu á, thì nó có cái loại chi phí là HOA, nghĩa là Home Association á, Home Owner Association, nghĩa là các bạn ở trong cái khu đó nó có nhiều cái dịch vụ giống như là mấy cái khu ăn chơi, cái khu giải trí, hồ bơi, cắt cỏ. Thì cái khu này mình ở á, thì một tháng mình phải trả là 300 đồng cho một tháng. Thì cái 300 đó nó tính luôn cái chỗ mấy cái sân chơi tennis, rồi mấy cái hồ bơi, rồi mấy cái chỗ mình đi chơi, nó chạy cái chỗ đó nó gãy. Cái nữa mình quay cái clip riêng cho các bạn xem. Có thể mình có rồi mà các bạn để ý thôi không, mà trong đó nó có hồ bơi rồi tennis, rồi nó có sân basketball, nó có chơi bia, cái biên bông, đủ thứ hết. Không, những cái nữa thì hàng tháng mỗi một tuần á, đầu tuần á, họ sẽ lợi cắt cỏ, họ sẽ tưới mấy cái cỏ này cho mình. Cái cỏ này tưới tự động á, mình vô đây ở mình chỉ là mình ở thôi, mấy cái này là tự động nó làm hết, mình không có làm gì hết nha. Cái tiền 300 đó nó đã tính vô cái đó rồi, mỗi tháng nó tính vô rồi, nghĩa là họ sẽ lo từ đầu tới cuối cho mình.